Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành đoàn, hội đồng đội thành phố cũng như các cơ sở đoàn, hội đã linh động và sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động cao điểm tình nguyện vì đàn em thương yêu năm 2021. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của nhân dân, trong đó có thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế, tổ chức đoàn hội đội các cấp trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức những hoạt động chăm sóc thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, học sinh vượt khó học tốt. Theo đó, thành đoàn, hội đồng đội thành phố đã trao tặng 500 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi tại các khu cách ly phong tỏa tại quận 12 và quận Bình Thạnh, đồng thời trao tặng 3 tủ sách truyện với 1.500 quyển sách trong chương trình Sách trao tay học ngày giãn cách cho các em thiếu nhi tại trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình, thiếu nhi tại khu cách ly của quận 11 và quận 12. Đồng thời trao tặng 1.000 phần quà nhu yếu phẩm cho người dân và gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, chăm lo con y tá, bác sĩ, điều dưỡng đang tham gia tuyến đầu chống dịch từ chương trình Con thương mẹ vì mọi người do báo Khăn Quàng Đỏ vận động các nguồn lực trao tặng. Trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 7 em thiếu nhi là F0 có hoàn cảnh khó khăn, có người thân mất do dịch COVID-19 với kinh phí 2 triệu đồng một em. Tổng kinh phí thực hiện ngày cao điểm tình nguyện vì đàn em thân yêu là 484 triệu đồng. Hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID gần như là một tuyến hoạt động trọng tâm, hoạt động lớn của Hội đồng đội thành phố và các quận huyện trong thời gian vừa qua, để nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các em một cách kịp thời nhất. Thành đoàn Hội đồng đội thành phố đã kết nối với các đơn vị mạnh thường quân, các đơn vị hỗ trợ để trao tặng 3.000 suất quà cho các em thiếu nhi đang điều trị tại các bệnh viện điều trị COVID, tại các khu phong tỏa, khu cách ly, với tổng kinh phí thực hiện là 660 triệu đồng. Bên cạnh đó thì cũng kết nối các nguồn lực để hỗ trợ cho 1.000 hộ gia đình các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng hoặc là mất việc làm. Đặc biệt trong chuỗi hoạt động ngày cao điểm tình nguyện vì đàn em, Hội đồng đội thành phố với sự hỗ trợ của Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chăm lo cho 500 em thiếu nhi tại các khu cách ly phong tỏa. Và qua 2 tháng hè vừa qua thì tại cơ sở đã trao tặng hơn 6.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID với tổng kinh phí thực hiện do các đơn vị vận động kết nối là 2 tỷ đồng. Bên cạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ về vật chất, các cấp bộ đoàn, hội, thành phố còn sáng tạo, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi như tiếp tục triển khai thực hiện và giới thiệu các tác phẩm tham gia chương trình Nhật ký cảm ơn của thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải chương trình trực tuyến hướng dẫn múa dân vũ rèn luyện sức khỏe cho thiếu nhi, vũ điệu tí hon trên trang cộng đồng thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, khởi động vòng 2 hội thi tiếng Anh trực tuyến dành cho thiếu nhi, thành phố thân thiện với trẻ em năm 2021 và cuộc thi lắp ráp robot thành phố thân thiện. Ngoài các hoạt động cấp thành, tại cơ sở đoàn cũng tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và các em trong khu phong tỏa, cách ly trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động trực tuyến trên mạng xã hội, trao tặng sách, báo cho thiếu nhi tại các khu phong tỏa, cách ly, hưởng ứng chương trình Sách trao tay học ngày giãn cách. Cùng với các hoạt động chăm lo thì các cái hoạt động diễn ra trong hè cho thiếu nhi tập trung trọng tâm là các cái nội dung hoạt động trực tuyến. Dù tổ chức trực tuyến nhưng từ thành đoàn, hội đồng đội thành phố cũng như hội đồng đội các quận huyện cũng cố gắng đầu tư chăm chút về mặt nội dung, hình thức hoạt động. Trong đó phải kể đến là hội đồng đội thành phố đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thành đoàn triển khai 2 hội thi trực tuyến là hội thi trực tuyến tiếng Anh thành phố thân thiện với trẻ em, cuộc thi lắp ráp và điều khiển robot thành phố thân thiện. Qua 2 cuộc thi này đã thu hút hơn 60.000 lượt các em thiếu nhi tham gia vào các vòng thi và nó cũng tạo ra một cái sân chơi sôi nổi cho thiếu nhi trong dịp hè. Bên cạnh đó thì hội đồng đội thành phố cũng đã đầu tư những chuỗi video clip hướng dẫn kỹ năng, ví dụ như hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, hướng dẫn kỹ năng trồng và chăm sóc cây xanh, hướng dẫn các cái kỹ năng để giữ gìn vệ sinh cá nhân, tạo cho mình những cái thói quen sinh hoạt an toàn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với sự vận hành của thành đoàn, hội đồng đội thành phố, tại tuyến cơ sở thì cũng rất đa dạng các hoạt động, từ các hoạt động
tìm hiểu hội thi trực tuyến, tìm hiểu về kiến thức, các cái hoạt động hướng dẫn kỹ năng trực tuyến cho các em, đến cái việc hướng dẫn cho các em học tiếng Anh, năng khiếu tin học trên nền tảng mạng xã hội thì cũng được các đơn vị đầu tư rất là đa dạng các tuyến nội dung. Các hoạt động cao điểm tình nguyện vì đàn em thân yêu đã thực sự lan tỏa ý nghĩa, thể hiện vai trò của các cấp bộ đoàn, hội, đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.